Hi, xin chào. Mình là Quốc Định. Trong bản dẫn này mình sẽ dẫn các bạn làm ảnh bìa Facebook theo phong cách chữ 3D. Bắt đầu nhé. Tạo một khung ảnh bìa file new 850 315 phân giải là 100. Chọn màu for background và foreground là màu xám xám, màu trên là màu xám xám nhưng màu dưới là màu hơi đen một xíu. Bước tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ, có màu chữ T bên đây. Phông ở đây là phông Unisan, mình sẽ để dưới phần tất cả gì cần mình sẽ để dưới phần ở dưới phần mô tả của clip. Các bạn tải về mà cài vô phông Unisan nha. Viết chữ nào. Bật. Vì cái phông này viết nếu bỏ dấu sát quyền hoặc nó nặng nó bị lỗi. Nên chúng ta sẽ bỏ cái dấu sau. Viết chữ vào, Ctrl T. Kéo nó bự lên. Nhớ nhớ là kéo gì nó lệch qua bên phải một xíu, tại vì phía bên trái là cảnh cái avatar của chúng ta, nếu mà ấy thì nó bích. Thiếu dấu sắc và dấu nặng, chúng ta tiếp tục có một chữ T đây, ghi thêm một dấu ngang, Ctrl T xoay á. Một thêm một dấu nặng nữa. Mình chỉ để dấu chấm ở trên chưa y thôi. Còn dấu nặng ở dưới thì một hồi cỏ nó sẽ che bít. Chúng ta sẽ gộp ba cái layer này lại bằng cách chọn layer trên, giữ shift và chọn layer quốc định, Ctrl E đi gộp. Bây giờ chúng ta sẽ bấm Ctrl T, click chuột phải, chọn điệp to, kéo hai cái đầu này nhỏ xuống. Enter. Ở đây mình hướng dẫn các bạn làm chữ 3D, giả chữ 3D thôi, chứ không sử dụng tính năng 3D có sẵn trong Photoshop. Vì một số người đau thì không có chức năng này. Mình dẫn đây ai cũng có thể làm được. Đặt tên này là quyết định. Chúng ta sẽ bấm nhân đôi layer này lên bằng cách bấm Ctrl Z để thành layer quyết định copy, giữ phím Ctrl click vào ô vuông này để tạo vùng chọn xung quanh chữ. Chúng ta ấn Ctrl cộng delete để tô nó thành màu đen. Nhớ là màu dưới là màu đen nó mới tô thành màu đen nha. Màu khác thì nó tô thành màu đó. Và Ctrl D để bộ vùng chọn. Kéo layer quốc định copy này xuống layer quốc định và di chuyển nó sang phải một pixel bằng cách ấn nút mũi tên sang phải ở trên bàn phím. Đó. Tiếp tục nhân ra layer quốc định copy thành quyết định copy 2, kéo xuống dưới di chuyển sang phải, tiếp tục như thế đến khoảng layer thứ 10 đến 12 gì đó, nhân đôi đó kéo xuống dưới và di chuyển sang bên phải, tiếp tục mười thôi. Bây giờ chúng ta sẽ gộp từ layer quyết định copy đến layer quyết định copy 10 thành một,
bấm vào layout quyết định copy, giữ phím shift và chọn layout quyết định copy 10, Ctrl E để gộp. Tiếp tục Ctrl Z nhân đôi layout quyết định copy thành layout quyết định copy 2, kéo xuống dưới và di chuyển khoảng 4-5 pixel, di chuyển sang phải 4-5 pixel. Đó. Đó. Và gộp hai cái layer này lại. Ctrl E. Giữ phím Ctrl, giữ phím Ctrl, click vào ô vuông quyết định copy này. Click. Bấm tiếp tục ấn Ctrl cộng Delete. Ctrl J bấm dùng chọn. Đây chúng ta đang có một chữ 3D rất là đơn giản. Giờ chúng ta gộp hai này lại luôn cho nó xong phần chữ. Ở phần các bạn đau thì mình có để sẵn mấy cái này hết rồi. Các bạn giờ kéo cái phần BG nè vô đây, kéo ra cho bít cái chữ này, kéo ra cho nó che bít cái chữ quyết định này. Enter, click chuột phải, chọn Retire vào email adjustment brand contrast, kéo hai cái thanh này lên một xíu cho nó sắc nét một xíu, giữ phím Ctrl click vào cái ô vuông quyết định này đây, và chọn lên layer BG, tạo một cái lớp mask, bấm vào đây. Đấy. Ở đây mình sẽ chọn là multi-line và cột màu là multi-line. Chúng ta đã có một chữ khá đẹp. Bây giờ gộp nó lại luôn. Click đây, giữ shift, click xuống dưới, Ctrl E. Ấn chuột phải, click chuột phải vào layer, đặt cái này là chữ đi. Click chuột phải vào layer chữ, chọn landing option. Drop shadow ở đây 80 độ. Ok. Công việc tiếp theo thì khá là đơn giản, chỉ phần tạo background cho nó thôi. Ở đây chúng ta sẽ kéo lớp cái lớp đất này vào đây, cho nó nằm ở dưới cái layer chữ. Lấy chuột phải chọn retire layer, kéo ra Ctrl T, kéo ra cho bít bít cái khung. Đó. Bên đây kéo cái phần trời qua. Retire layer đó. Ctrl T. Kéo ra. Đó. Bấm vào cục gom đây. Cái bằng phím phím tắt nó là E. Xóa phần đất này. Xóa bỏ phần đất. Kéo cái cây vô. Để nó bên trái. Retire đó. Ví dụ vậy chọn Retire. Ở đây mình chọn Daikon. Xóa phần dưới. Ok. Kéo phần cỏ hai bên đây luôn. Cho nó nằm trên neo chữ. Lấy chuột phải chọn retire, xóa phần đáy, xóa phần đáy ngang ngang, bấm Ctrl T kéo dài nó ra một xíu, nhỏ xuống.
lấy chuột vải chọn warp, kéo bên này, kéo cái đầu bên này lên cho nó ốp sát cái chữ, ốp sát cái chữ chúng ta. Ok, xóa phần thừa bên đây, chúng ta chỉnh màu nó một xíu, bấm Ctrl U kéo 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 lên xíu cho nó vàng vàng xíu. Chúng ta tạo tạo một layer mới gọi là đặt tên nó là Rust đi, cho nó xuống nằm dưới layer chữ. Bên này chọn cái cây cọ, chúng tắt là chữ B. Chúng ta sẽ chọn mấy mấy cái rết này mình có để trong dưới phần mô tả nha. Chọn cái rết phù hợp chấm xuống đất. Wow. Đó. Cho nó xuống. Cần chân tay. Kéo nó to to một xíu. Lấy chuột phải chọn bịt to. Kéo hai cái này xuống nó nằm ở dưới. Đó. Tiếp tục tạo layer mới. Đặt tên là Rust 2. Bấm phím B, lấy chuột phải chọn cái rớt nước nước này, xong phần rớt. Giờ kéo kéo cái cỏ này qua, kéo cái cỏ này qua này cho nó nằm trên hết đi. Lấy chuột vải chọn retire cần thông tay cho nó nhỏ lại, lập bên đây đi. Thôi đặt xuống giữa đi. Xóa cái phần đáy đi xíu. Xóa cái phần đất này. Ctrl U. Kéo dèm xíu. Ok. Còn phần con quạ và phần đèn nữa, kéo kéo con quạ từ đây qua, tiếp tục retire nó, retire phần bên tay kéo nhỏ lại. Chó nằm bên đây đây, Ctrl M Ctrl L, L, sorry, Ctrl L, kéo cái này về một xíu, lồng đèn, chúng ta cắt cắt lấy một cái lồng đèn, thì sẽ lấy cái bên phải và Ctrl, ấn Ctrl, Shift Y chỉ đảo ngược dùng chọn và xóa delete để xóa hai cái còn lại. Chỉ quên bên đây chúng ta phải retire nó, ví dụ phải chọn retire layer delete
Cần thân D, đừng bỏ con chọn. Cần thân T, lấy con thân T, cho nó nhỏ lại. Kéo lên để ngay mỏ con quạ. Đó. Mở cái file Photoshop đèn bên đây qua. Chọn hai cái layer 1 và layer 2. Cùng move kéo nó qua bên đây. Ctrl T kéo nhỏ lại. Để ngay chỗ cái lồng đèn. Chúng ta sẽ nhân đôi cái layer, chúng ta sẽ nhân đôi cái layer 2 là Ctrl C nha. Chúng ta Ctrl T nó kéo nó bự ra nữa. Đấy. Để tạo cái vùng sáng lan tỏa. Đấy. Ta sẽ gộp từ cái layer quả đến cái layer layer 2 copy. Nhấn shift shift chọn layer quả, bấm shift và chọn layer 2 copy. Ctrl G đó để gộp nó vô một group. Đặt tên nó là quả. Quả 1. Nó nhân đôi cái quả này thành Ctrl Z nhân đôi. Nhân đôi con quả này. Kéo nó qua bên đây. Ctrl T. Chọn Flip. Hồi hồi. Thôi nên mình tại vì nãy làm cái chữ nè thì sát bên đây quá nên không thể để một con quạ nữa, mình sẽ để một con thôi. Thì các bạn nào thì muốn để mấy con thì để thì xong rồi chỉ còn kéo kéo cái khối này qua nữa, kéo bự ra, để nhớ là để trên trên đầu nha, trên hết nha. Chọn gì đây, ô sót like đi, giảm 1 nữa. Khoảng 50%. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó sắc nét và sáng hơn bằng cách click chuột phải vô hình tròn này, chọn Brighten Contrast, kéo này lên một xíu, bên đây cũng lên một xíu. Xong Control, bây giờ chúng ta theo lại bấm Control tiếp không hết. Đặt tên đó, chọn định dạng CB, CBG lưu. Ok xong, bài dẫn của mình đây là kết thúc, chúc các bạn thành công, bye, hẹn gặp lại.